Bạch sư, trong lúc theo dõi hơi thở nhiều lúc, con nhận thấy mình đang điều khiển hơi thở. Sư có thể hướng dẫn chúng con kỹ thuật cơ bản được không? Khi quý vị thở, nhớ thở ra hết. Sư ví dụ cái hơi thở nó giống như là cái con rắn. Chỉ ví dụ thôi chứ nhiều người nói con rắn nhìn thấy ghê quá. Sư ví dụ thôi. Nó giống như con rắn. Thì chúng ta có cái điểm hơi thở. Thì cái điểm đó thì cái hơi thở nó sẽ đi xuyên suốt. Thì từ đầu con rắn đi ra tới cái đuôi con rắn. Thì khi mà đến cái đuôi của hơi thở á, đuôi của hơi thở ra, thì mình mới niệm là thở ra. Khi thở vào cũng vậy. Khi đến cái đuôi của hơi thở thì mình mới niệm là thở vào. Đừng có niệm ngay đầu hơi thở hoặc ngay thân hơi thở, ngay giữa hơi thở. Khi quý vị niệm ngay đầu hơi thở thì nó sẽ rất dễ cái cảm giác là mình điều khiển hơi thở. Còn ở đây khi mình niệm ngay cái đuôi hơi thở là mình chỉ ghi nhận cái vừa xảy ra. Nhưng bởi vì nó là ở cái đuôi cho nên nó vẫn là ở thì hiện tại chứ không phải là thì quá khứ. Hãy tập như thế.